Đi siêu âm đúng lúc con bị nấc, mẹ quay clip đăng lên mạng khiến ai nấy phì cười. Khi đó, trong lúc bác sĩ đang dò máy siêu âm thì phát hiện em bé đang nấc cục. Mỗi lần nấc cục là bé tự đạp rồi hất bay trong bụng mẹ. Hình ảnh thú vị khiến cả phòng siêu âm phải bật cười. Dân mạng cũng thích thú không kém. Nhiều người không khỏi phấn khởi vào xin vía để có được một đứa bé trộm vía khỏe mạnh, đanh lợi như thế. Vài người khác lại cảm thấy hơi xót xót cái bụng của mẹ vì em bé đạp quá nhiệt tình. Cộng đồng mạng để lại bình luận như sau: sau này mà sinh ra là cái giọng lanh lảnh lắm luôn ấy. Con gái mình cũng vậy, nấc trong bụng mẹ từ 4-5 tháng, giờ giọng hắn quát em thì kinh rồi. Quậy thôi rồi, xin vía con yêu khỏe mạnh như thế. Con đang tập cơ chân đấy ạ. À, con tu lúc mang bầu nó nấc trong bụng nghe luôn, nó đạp nổi bàn chân lên luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.